Qua rồi chết sáu. Thầy có quay cái video thầy hướng dẫn không? Có em. Rồi bây giờ cái project 6 của mình thì nó có gì? Đây là có bóng. Cái file gốc của mình. Đấy. Như vậy thì mình sẽ lấy cái chiếc tắt này qua nè. Xong rồi mình lấy chiếc tắt bên này qua. Sau rồi mình chọn đổ bóng. Ok. Bây giờ những cái tam giác này mình phải làm sao? Đó. Chú ý cái tam giác này, thực ra nhìn thì dễ nhưng mà không dễ. Khi các bạn vẽ làm sao mà nó sát góc này nè. Cái tam giác này nó sát đỉnh của tam giác kia và bất kỳ tam giác nào nó cũng sát hết. Như vậy nó khó là nó khó chỗ đấy. Rồi, như vậy mình sẽ làm cái phần đầu tiên là chép cái chiếc tất qua, rồi làm cái banner này, xong rồi làm cái tam giác trước. Ctrl N tạo bằng Final. Rồi mình lấy chiếc tất qua. Ctrl Shift E, Shift F6, Ctrl C, rồi Ctrl T, nhấn Shift nha, mình nhấn Shift để cho nó nhảy cho nó dễ. Rồi chúng ta sẽ tạo cái shoulder cho nó. Drop shoulder. Đó. Đó. Khoảng cách size. Được chưa? Rồi khoảng cách của mình cho nó hơi xa hơn tí nữa. Rồi ok, như vậy là mình đã xong cái phần background của nó rồi. Cái bây giờ mình sẽ làm cái phần khung ha, nửa chừng khoảng giữa giữa lên đây này, để cho dễ nhìn. Như vậy thì để các bạn làm cái phần này cho nó dễ đó, thì các bạn chọn cho thầy cái công cụ pen để chúng ta vẽ cho nó dễ. Cái tắt này các bạn thấy nó hơi đậm lên thì các bạn sẽ sử dụng màu để các bạn chỉnh ha. Về giả sử cái này chúng ta sẽ là Ctrl P. Đó, cho nó hơi đỏ đỏ lên tí. Ctrl U. Rồi, ok. Đó, như vậy các bạn thấy nó đỏ hơn, nó sẫm màu hơn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vẽ cái viền. Như vậy các bạn sẽ sử dụng pen vẽ từ dưới này lên. Rồi chỗ này mình vẽ nó hơi đó, cho nó gãy tí chỗ đó nha. Mình vẽ ra ngoài luôn tí cũng được. Rồi bắt đầu mình nhấn Ctrl vô đây. Nhấn Ctrl trước rồi mình đưa con trỏ vô thì nó mới bắt lại được cái đường dẫn của mình. Rồi mục đích của mình sẽ làm gì nữa đây? Rồi thả Ctrl ra, mình lít chuột vô đây để mình kéo cái điểm này cho nó cong lên, nó tạo được cái đường cong chỗ này cho mình. Đó. Rồi tương tự như vậy, chỗ này mình thêm vô điểm nữa. Má nữa, má nó thằng nó cháy má luôn.
Cái phòng của bạn nào mà thấy nói chuyện rôm rã dữ à? Ai mà chửi dữ vậy trời? Rồi. Phòng bạn nào đang rôm rã quá thì thông cảm tắt mic tí đi. Không có lẫn chứ ai? Cái gì? Phòng tao còn ai đâu mà cút lẫn. Ý mấy người ở dưới á, mấy người ở dưới trên bài á. Rồi, mình sẽ chuyển cái này thành vùng chọn. Ok. Xong rồi mình lấy cái vùng chọn mà nằm bên trong này thôi nè. Lấy cái vùng chọn nằm bên trong này thôi. Đó, như vậy chúng ta thử xem thử là bằng cách nào. Đó, lấy vùng chọn bên trong. Vậy làm sao để lấy đây? Cái bài học Photoshop cơ bản. Bây giờ làm sao để mình lấy được cái vùng chọn bên trong? Mình bỏ cái bên ngoài này. Cách nào các bạn? Mình sẽ trước tiên mình sẽ chọn lưu cái vùng chọn này lại. Cái này là thầy chỉ thêm ha. Nó có nhiều cái để chúng ta cần phải dùng đến lắm. Rồi giả sử mình Cell Selection, nếu mà chúng ta không có thêm cái tên thì nó tự lưu tên. Rồi, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, mình bỏ cái vùng chọn này đi, mình không cần đến nó nữa, bởi vì mình đã lưu rồi. Mình nhấn Ctrl, mình lít chuột vô biểu tượng này thì mình lót được cái vùng chọn của cái chiếc tất. Sau đấy mình vô Selection, mình chọn lót. Và cái mà lúc nãy chúng ta lưu nó là alpha 1. Và chúng ta chọn cái chế độ là gì? Ha, intersect. Ok. Đó, chúng ta chỉ lấy được cái phần bên trong thôi, cái phần mà giao nhau giữa hai vùng chọn. Được chưa nào? Như vậy sau này các bạn làm á, nếu mà các bạn kẻ thẳng xuống đây thì nó hơi khó. Vậy thì mình làm cái vùng chọn kiểu vậy thì nó sẽ dễ hơn. Thầy xin lỗi, thầy có điện thoại đi. Alo. Có gì không em? Nói gấp. Đúng rồi, anh đang bận. Rồi. Rồi, suốt ngày cứ bán nhà, bán đất hoài. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ tạo thêm một cái layer là 2, mình chuẩn bị rồi. Bây giờ màu xanh. Như vậy màu ở đây thì chúng ta sẽ thử trước thôi, không nhất thiết phải giống hoàn toàn. Rồi chúng ta sẽ tô màu vô đây. Như vậy khi các bạn tô màu thì chắc chắn là nó không giống rồi, vì chúng ta thấy được cái chiếc lưới ở phía dưới nè. Vậy thì nó có những trường hợp chúng ta có thể thử. Một là chúng ta chọn opacity, thì như vậy là nó không ổn đúng không? Chúng ta sẽ giảm cái opacity xuống. Như vậy thì chỗ này tại vì cái người ta đã làm và mình làm lại, thành ra là không nhất thiết là các bạn phải biết hết tất cả. Cho nên chỗ này chúng ta có thể là chọn fill. Như vậy đó là cái giải pháp mà chúng ta sẽ dễ làm nhất và thấy nó giống, và cũng có thể là sau này chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như cái này các bạn sẽ sử dụng ở đâu? Ví dụ các bạn gắn lên một cái bức ảnh, xong các bạn vẽ cái miếng băng keo giấy á, đó, hình đứt, các bạn dán ngang qua bốn cái góc, là giống như là một bức ảnh chúng ta dán lên một cái bảng vậy đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng giảm fill xuống. Giờ bây giờ chúng ta sẽ làm cái lát chả nè. Bạn nào sẽ hình dung được là mình làm cái lát chả này bằng cách nào? Cũng tạo layer mới luôn. Bằng cách nào đây? Hả? Không, copy nó sẽ không có đúng vị trí mà lát này với lát kia sát nhau. Không đúng. Vẽ bên đúng. Vẽ bên, vẽ bằng cách nào?
Đây bây giờ là vẽ bên. Ví dụ như mình vẽ từ đây đi. Vẽ đây. 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 Hết. Rồi bây giờ lát bên này vẽ làm sao? Rồi ok, chúng ta sẽ vẽ bên nhé. Các bạn sẽ lấy chuột ở một góc. Đây, mình lên đến trên này luôn nè. Lên đến đây. Được chưa? Rồi xuống đến đây. Và xuống xuống đến góc này nè. Rồi lên lại ở giữa. Xuống lại đây. Hai gì là hồi mình vẽ thêm chập mình nó ngược chéo. Đúng, chính xác. Rồi. Đó, mình đi ngược lại. Bắt đầu chéo lên lại. Như vậy thì các bạn thấy là các cái đường này nó cắt nhau thì nó tạo ra những cái lát chả của mình nó sẽ ngay cái chỗ này. Bây giờ mình muốn thì mình nhấn Ctrl, mình lấy chuột vô đây, mình sẽ chỉnh các cái đỉnh này đó. Mình muốn nó ở đâu thì mình sẽ chỉnh ở đó, nó sẽ tạo ra những cái lát chả cho mình đều. Ok rồi, xong thì mình sẽ nhấn là Ctrl Enter, nó tạo ra vùng chọn. Như vậy mình đã tạo được cái vùng chọn rồi, và mình chọn cái màu. Như vậy cái màu các bạn có thể chọn giống, có thể là chọn khác, miễn làm sao mà bức ảnh của bạn cảm giác là đẹp là ok. Đấy, như vậy thì các cái đỉnh này nè nó sẽ trùng nhau. Rồi bây giờ đến cái phần tiếp theo là mình tạo cái khung này. Như vậy khi các bạn tạo khung nè, như vậy ở bên này là mình sẽ chuyển cái chân qua. Ctrl A, Ctrl C. Chuyển qua đây. Ctrl T. Rồi. Ủa này hay có clip không? Có em. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đối với lại cái đoạn này? Đó, mình làm gì đây? Như vậy mình thấy là với cái chân bên này nè thì nó là màu đen, nó đen lên. Cái nền này màu trắng nhưng mà giờ nó thành đen. Rồi cái này là đổi màu cái gì lại nữa không thầy? Là dùng cái gì ta? Dùng làm gì? Trắng thành đen, đen thành trắng. Không nhớ mày mãi không nhớ ra nè. D là chỉ Ctrl Y, chính xác. Đó là inverse, hay còn gọi là âm bản. Âm bản. Âm bản. Rồi ok. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ellipse. Các bạn sử dụng một cái ellipse ở đây. Tại vì sao thầy không sử dụng cái vùng chọn? Bởi vì cái ellipse này mình có thể chỉnh được. Chỉnh được. Chứ còn nếu mà cái vùng chọn thì mình rất là khó. Khó để chỉnh. Rồi, Ctrl T. Mình chỉnh cái ellipse này. Khi nào nó phù hợp thì mình dừng lại. Đó, rồi, ok. Chỉ thấy đến đây thôi đúng không? Cái gót chân thôi. Rồi đến đấy đúng không nè? Ok. Xuống miếng nữa thì xuống nữa hả? Đây nó đến sát biên nè. Nó sát biên đó thôi. Đấy. Rồi cái chân này. Kiểu như vậy, đại khái là thế. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl lấy chuột ngay đây. Như vậy các bạn có được vùng chọn. Rồi mình sẽ bắt đầu tiếp. Rồi cái chân này là cái này đúng không? Như vậy mình chỉ cần add layer. Rồi cơ bản là nó như thế. Add vô sao thầy? Hả? Add mặt nạ đó. Add layer map mà. Đây lấy chụp ở đây. Tức là lúc nãy mình đang có vùng chọn đúng không nào? Đang có vùng chọn, xong mình chọn layer 4, mình chọn add layer mask. Rồi xong.
Rồi, vấn đề thứ hai. Này là mình đang thử nhé. Vấn đề thứ hai. Mình cũng lấy cái vùng này nhưng mà mình cho nó nhỏ lại một tí. À, nó nhỏ lại một tí. Ok. Mình làm cái nền trắng, mình làm cái nền trắng ở ngoài đi. Mình làm nền trắng ở ngoài thì nó hay hơn. Đúng rồi. À, bây giờ mình làm sửa lại chỗ này tí xíu. Mình lấy cái vùng chọn này. Ở đây mình sẽ tô màu trắng. Ok. Nằm phía dưới. Yeah, nằm phía dưới cái layer 4 luôn. Rồi. Cái ellipse này mình sẽ cho nó nhỏ vô giống như lúc nãy mình làm. Cái nó không đều đúng không? Nó không đều thì mình làm cách khác. Mình sẽ cho là select modify contract. Rồi cho vô khoảng 5 pixel. 5 pixel lớn quá. Select modify contract 3 pixel. Đấy. Rồi và mình bỏ cái mặt nạ này đi, mình sẽ tạo lại mặt nạ cho cái layer 4 lại. Ok. Như vậy mình đã có hai phần rồi đó. Đây, cái này là cái chân nè. Cái chân này nó có cái vùng tròn ở bên trong thôi. Còn cái nền trắng ở bên ngoài là cái này. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu mình âm bản nè. Mình lấy một nửa. Mình lấy một nửa thì mình tạo một cái vùng tròn một nửa ở đây. Được chưa? Rồi chọn lên cái layer 4 Ctrl Y. Được chưa? Rồi bây giờ ở bên này màu đen, viền trắng là ok rồi đúng không? Ngược lại bên kia, chân thì trắng, chân thì trắng, mà cái nền thì đen. Như vậy chúng ta đảo vùng chọn lại, Ctrl Shift Y, đảo lại. Sau đấy chúng ta lại chọn layer 5, Ctrl Y của layer 5. Đấy, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã hoàn thành cái phần là cái chân với lại cái nền. Trắng đen, đen trắng. Được chưa? Rồi, chữ G thì chỗ này mình làm gì? Thêm một cái vùng đen. Thêm một cái vùng màu đen thôi. Chữ G thì rất là dễ đúng không? Thêm một cái vùng đen. Tô màu đen lên đây. Rồi làm gì nữa? Cái viền đỏ này làm sao? Click chuột phải. Stock. Cái đó là mình xài stock là đơn giản nhất. Stock. Rồi các bạn chọn stock, chọn màu cho nó. Ok. Đấy, các bạn chọn stop là đơn giản. Cho thêm chữ G vô. Vậy là cái bài của mình là tương đối ổn rồi. Rồi còn cái chữ ở phía trên và chữ phía dưới, mình chỉ cần Ctrl T và mình đảo lại đúng không? Mình chỉ cần đảo lại thôi. T, chọn màu. Màu trắng. Rồi size chọn nhỏ lại tí nữa. Ok. Rồi các bạn có thể là đổi font khác. Đổi font khác để cho nó
hai environment được coi. Đó. Bạn muốn đổi phong nào cho nó hợp thì bạn đổi, rồi sau đó mình thêm chữ vô, đảo ngược lại. Như vậy là mình xong được cái phần của bài này rồi. Có bạn nào hỏi gì về bài này nữa không? Rồi thầy up cái video lên để các bạn xem lại nhé.